Xin chào tất cả các bạn, mình là Nghĩa, chuyên viên tư vấn và chăm sóc sức khỏe của siêu pet. Border Collie là giống chó khá là khỏe mạnh và ít bệnh tật. Tuy nhiên, chúng cũng có thể nhiễm những cái bệnh rất là khó chữa. Các bệnh đó là gì? Mọi người hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay nhé. Thứ nhất, dị tật ở mắt. Bệnh này thường gặp ở các em bú dưới 2 năm tuổi. Nguyên nhân chính là do rối loạn di truyền dẫn tới màng mạch ở mắt mỏng đi, dần dẫn tới mù lòa hay là xuất huyết lộ nhãn. Thứ hai, loạn sản xương hông. Khi các khớp xương của chó phát triển mà xương đùi của bún bị chật, các khớp bị mài mòn theo thời gian, dẫn tới việc khô, cứng và gây đau cho bún, làm cho bún có những cái dáng đi rất là bất thường. Thứ ba, tiêm tủy xương. Bệnh này thường gặp ở các em bún dưới 6 tháng tuổi, gây ra đau nhức cho bún, làm cho bún nhà mình lười vận động và ít di chuyển hơn. Thứ tư, đó là bệnh teo võng mạc. Đây cũng là một loại bệnh về mắt khiến cho thị lực của bún nhà mình bị giảm dần dần, dẫn tới mù lòa. Bệnh này thì thường gặp ở các em cún trên 3 năm tuổi trở đi nhá. 5. Bệnh động kinh. Bệnh này sẽ gây cho cún nhà mình có những cái cơn co giật rất là nhiều. Hiện nay thì cũng chưa có cái biện pháp mà sàng lọc cụ thể trong cái căn bệnh này nên cũng rất là khó phát hiện. Trên đây là những cái căn bệnh mà dòng của chó Collie hay mắc phải. Nên nếu mà mọi người nhìn thấy em cún nhà mình có những cái biểu hiện ví dụ như là mắt bị mờ này, mắt suy giảm thị lực này, chân đi yếu hay là có những cái cơn co giật ấy, thì mọi người nên liên hệ ngay với các cơ sở y để các bác sĩ được chẩn đoán chính xác và chữa trị cho các bé nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nhé. Có thắc mắc gì các bạn có thể comment ở dưới, mình sẽ giải đáp các thắc mắc của các bạn.